Hôm nay gián tiếp thiền sư Việt Nam dịch thiền sư Biên Học trang 177. Thiền sư Biên Học sinh năm 1073, tỉnh năm 1136, đời thứ 7 chồng đệ Đa Lưu Chi, sư họ Hòa, quê làng Như Nguyệt, tu ở chùa Đại An Quốc, huyện Thế Giang. Hồi nhỏ sư đọc hết các loại sách ngoài đời, đến năm 20 tuổi mới biên tầm nội điển. Nhờ nghe một câu nói của thiền sư chân không mà tâm sư được mở sáng. Từ đó thiền học càng cao, luật nghi cũng hoàn bị. Suốt năm sư chỉ khoác một áo nạc, hai mùa lạnh nóng cũng thế thôi. Bình bát, tích trượng, chẳng rời thân, sư tùy phương giáo hóa, cho đến việc sửa cầu, đắp đường vân vân, chẳng việc nào sư không đứng ra làm trước, rồi mới quyết bảo lời. Về sau sư trùng tu ngôi chùa Quốc Thanh ở làng Phù Cầm, và trước một quán chua, sư có làm bài kệ quá duyên. Sáu phút tối tăm khổ đêm dài, vô minh che đậy mãi mê sai. Sớm tối nghe chuông lòng tỉnh giác, thành lừa dứt sạch được thành thông. Ở đây tôi dẫn sự tích của thiền sư Nguyên Học đại khái để cho quý vị thấy. Một thiền sư từ thế kỷ thứ 11, Ngài đã có cái tâm hiếu học và lại chuyên nghiên cứu về thiền, và nhờ gặp thầy là thiền sư chân không, Ngài được ngộ đạo, tức là mở sáng, tức là được ngộ đạo. Và khi ngộ đạo rồi thì Ngài chuyên về thiền, về luật, cái nào cũng hoàn bị hết. Bởi vì có nhiều người cứ nghĩ rằng mình tu thiền thì không có kể đến luật, nhưng mà thực ra đối với Ngài thiền luật đều là quý, cho nên Ngài sống đầy đủ về cả hai mặt. Đây nói cái tư cách khổ hạnh của Ngài, nghĩa là mùa đông và mùa hè Ngài cũng mặc có là một thứ áo chứ không có hai. Mà ở ngoài Bắc mùa đông hồi xưa mà lạnh rét buốt mà Ngài vẫn ăn mặc như đệ, còn đi đâu là bình bát và tích trượng không có rời thân. Ngài tùy việc giáo hóa thì đó là cái việc giáo hóa về đạo lý, rồi việc từ thiện thì nào bắt cầu đắp đường, việc nào Ngài cũng là người đứng ra làm trước hết, giờ mới khuyên bảo mọi người. Đến khi mà Ngài vận động dân chúng đúc một quả chuông thì Ngài có làm bài kệ bốn câu bản dịch của chúng tôi dịch thế này: sáu thức tối tâm khổ mê dạt đêm dài, vô minh gia đại mãi mê sai. Sớm tối nghe chuông lòng tỉnh giác, thành lời dứt sạch được thành thông. Bởi vì chúng ta luôn luôn sáu cái thức là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Sáu cái đó nó mê lầm, nó tối tâm, cho nên khổ mãi không có ngày nào dứt, cho nên gọi là khổ đêm dài, vô minh gia đại mãi mê sai. Sở dĩ chúng ta mê sai là vì vô minh nó gia đại, nó khuất lấp, cho nên rồi mãi ở trong cái cảnh mê không tỉnh. Sớm tối nghe chuông lòng tỉnh giác, nghĩa là sáng nghe chuông, tối nghe chuông, nhờ vậy mà đánh thức, là chúng ta nhớ, chúng ta tỉnh để trở về với cái chân thật của mình.
Nếu mà thức tỉnh rồi thì sao? Thần lười dứt sạch được thần thông. Thần lười là ông thần lười biếng đó. Không biết quý vị có ông thần lười biếng ủng hộ không? Có ai cũng sẵn ông thần lười biếng. Mà bây giờ nhờ nghe chuông, như ở chùa nghe đóng chuông không được nằm, phải không? Nó nằm nó là lười biếng thì sao thành con rắn. Cho nên nghe đóng chuông là phải ngồi dậy, chỗ dậy. Đó là một cách cảnh tỉnh mình cho sớm tinh tấn chút. Chứ không thì nghe chuông mà nhất là buổi khuya, 3 giờ khuya đó, nghe dễ chứ không? Lăn qua trở lại mà ngồi dậy không nổi. Nhưng mà giờ nhờ nghe nói, nghe chuông mà nằm á, thì sao chết thành con rắn, ai cũng sợ. Rắn ngồi cho nên tỉnh rồi mới tu được. Như vậy đó là dứt được cái thằng lười. Mà thằng lười dứt rồi thì 6 căn sẽ biến thành thằng thông. Vì vậy nó thằng lười dứt sạch được thằng thông. Nguyên văn chữ án là luật thức. Thường hôn trưng giả thổ, vô minh vị quốc trữ quy dung, trúng giả văn trưng khai giác mộ, lãng thành tỉnh sát đắc thành thông. Đến năm Thiên Chương Bảo Tự thứ tư 1136, nhằm năm Bính Thìn ngày 4 tháng 6, sư thị tịch thọ 64 tuổi, môn đệ là Ngôn Thông Thiền, Lương Ưng Nhanh, Lữ Pháp Hoa, Châu Diệu Dụng, Khu Di Thể, Nghệ Sư Xây Tháp Thờ. Đó là khi đơn giản của vị thiền sư rồi. Và quan điểm thứ hai, thiền sư Tịnh Thiền sinh năm 1121, tịch năm 1193, dòng thứ 17, nghe lời thứ 7 dòng Tỳ Ni A Lu Chi. Sư học Phi Thanh Hoàng, quê là Cổ Giao, quận Long Biên. Lúc đầu sư cùng bạn đồng học là Tịnh Công thờ thiền sư Đạo Lâm, chùa Long Vân làm thầy. Ngày ngày sư thiết tha vì đạo nên thâm nhập được quyền yếu. Đạo Lâm biết sư là pháp ký, ban cho pháp hiệu là Tịnh Thiền và ấn chứng rằng tịnh là trí tịnh tròn màu, thiền là tâm thiền lặng lẽ. Nên ở đây một vị thiền sư tu hành rất là thiết tha và thâm nhập được đạo lý, cho nên thầy mới ấn chứng bằng 2 câu đó. Thường thường ở trong đây mà hay dùng cái chữ là pháp ký. Pháp ký là gì? Pháp là chánh pháp, ký là cái món đồ, định ông là cái người có khả năng chứa định được cái chánh pháp của Phật, cũng gọi là pháp ký. Cho nên người nào ở trong đạo mà có khả năng, có tài ba, có đức hạnh thì thường được là cái ông thầy đó là pháp ký. Thì 2 cái câu mà được ông thầy tặng cho ngài cái hiệu Tịnh Thiền á, tịnh là trí tịnh tròn màu, tức là cái trí thanh tịnh tròn màu, thiền là tâm thiền lãng lẽ. Bởi vì cái người tu thiền đòi hỏi 2 phần, một là trí, hai là định, là thiền. Như vậy thì thiền là tâm định lặng lẽ. Mà nếu tâm định lặng lẽ mà không có cái trí sáng thì cái định đó chưa có đúng với đạo Phật. Vì vậy cho nên lặng lẽ mà hằng trong sáng, đó là cái tinh thần của thiền. Vì vậy mà nè, ông thầy đặt là Tịnh Thiền. Đạo Lâm qua đời, sư mới dạo khắp các thiền hội tìm bản đạo và học hỏi thêm. Đạo duyên thuần thục, sư về quê nhà trùng tu ngôi chùa Long Hoa để trụ trì tại đây. Hàng ngày ngoài giờ tu tập thiền luật
mọi hoạt động sư đều nhóm vào tâm niệm lợi tha. Như làm gì ngài cũng nghĩ tới việc lợi tha là trên hết. Năm Thiên Tự Gia Thủy thứ 8, 1193, nhằm năm Quý Sửu, ngày 12 tháng 8, sư tịch thọ 73 tuổi, môn đệ là Pháp Pháp Ký, soạn văn bia chùa ghi rằng: sư sanh đồng thời họ Lý chỉ đời, sáu độ trong quên tứ hoàng nào bỏ, chỗ uống trà là chỗ thập phương thí chủ dồn về. Khi chống tích bốn bộ học đồ quy tụ, thành thông khó lường, quyền dụng không xét, tự cảm đến trường Phật giác thì đâu thể nêu cao thánh nghiệp. Thực là vầng trăng báo trong bầu trời, là hoa pháp của linh hồn xóm làng. Đây là cái lời tán tụng của học trò sau này đối với ngài. Như vậy, bởi vì ở Việt Nam chúng ta cái tinh thần lịch sử quá là đơn giản, chỉ ghi chép mà ít có nói đủ về các cái hành động của những cái vị sư trong thời đó, nói cái gì với ai hoặc là làm việc gì cho người ta tỉnh ngộ, ít kể, chỉ kể các đơn giản. Nên phần này chúng ta chỉ đọc qua cho biết, chứ không có cái gì để mà giải thích. Đến Quốc sư Thiên Thông 1080, 1151, đời thứ 18 dòng Tỳ Ni Tâu Chi, sư tục danh là Nguyễn Ức, quê làng Cổ Hiền, sau giờ về phường Thái Bạch, Kim Đô, Thăng Long, lập nghiệp luôn tại đây, thế tập làm tăng quan, cha tên Huệ Dục, làm quan với triều Lý đến chức Tả Hữu Nhai Tăng Luật, đạo hiệu là Bảo Giác Thiền Sư. Ở đây đọc rồi chúng ta thấy có một cái điều mà hơn phải lưu tâm. Ngài triều Lý có cái chức tăng quan mà chức lớn nhất là Tả Hữu Nhai Tăng Luật, mà khi làm cái chức này quý vị thấy những vị tu đó có gia đình không? Có gia đình không? Bởi không có gia đình là sao có con? Đây ngài thấy ông này là con, Quốc sư Viên Thông là con của ngài, ngài Tả Hữu Nhai Tăng Luật hiệu là Bảo Giác Thiền Sư mà có con. Cái đó để thấy là ngày xưa cũng là hơi không được quá. Lịch sư tuy chất thông minh, học hiểu đến chỗ tinh diệu, xuất gia lúc còn nhỏ, họ học với thiền sư đi học ở chùa An Quốc, huyện Cổ Hiền. Sư được thầy truyền tâm ấn. Năm thứ 6 niên hiệu Hội Phong 1097, sư đậu Phủ Khoa Kỳ Thi Tam Giáo, xuân chức Đại Ân Đại Văn. Đến năm thứ 8 niên hiệu Long Phù Nguyên Quá 1108, sư lại đứng đầu kỳ tuyển khoa Hoàng Tài để bổ khuyết tăng đạo. Nhà vua quá quý kính muốn đem chính sự giao phó cho sư, sư cố từ chối chẳng dám nhận. Vua bè tiến kiếp nội cung phụng truyền giảng pháp sư. Thế giờ sư tùy giảng giáo, tùy cơ giảng giải giáo lý, khiến người giác ngộ, phá ngu giải quạt, không còn dư thừa. Những người thủ giáo nơi sư đều nổi tiếng sau này. Năm thứ 3 niên hiệu Hội Tường Đại Thắng 1112, sau khi trùng hưng ngôi chùa Diên Thọ, vua sát sư làm bài văn bia, vua mến phục tài, phong sư lên chức Tả Nhai Tăng Luật. Năm thứ 3 niên hiệu Thiên Thuận 1130, vua Lý Thành Tông
triệu sư vào cung để hỏi việc trị loạn hưng vong của đất nước. Sư đáp: đây là một đoạn có liên hệ tới cái chánh trị thì chúng ta nghe người xưa dạy rồi để mà nghiệm lại những cái lời dạy đó nó có thấu đáo hay không. Sư đáp: thiên hạ ví như một như món đồ dùng, đặt vào chỗ yên thì yên, đặt vào chỗ nguy thì nguy, chỉ ở đức vua thực hành khác nhau đó thôi. Đức hiếu sinh của vua nhường thấm đến nhân dân thì nhân dân yêu vua như cha mẹ, tôn vua như mặt trời mặt trăng, thế tức đặt thiên hạ vào chỗ yên vậy. Cái đoạn này chúng ta thấy ngài nói rất là thấm. Thì xưa là cái thời quân chủ, vua là trên hết, mà nếu vua biết thương dân, đặt dân trong chỗ yên thì vua được dân kính như cha mẹ, tôn thờ mặt trời mặt trăng. Còn nếu mà đặt ngược lại thì nó không ổn. Như vậy thì người lãnh đạo đất nước phải thương dân như là cha thương con, thì như vậy thì con sẽ thương lại, ngược lại thì không được. Xin lại tiếp: việc trị loạn còn ở các quan, được lòng người thì trị an, mất lòng người thì loạn lạc. Tôi đã xem các đế vương đời trước chưa từng chẳng cho dùng quân tử mà được hưng hạnh, vì dùng tiểu nhân mà bị nguy vong. Xét lý do như thế không phải tại ngay một sớm một chiều, mà nguyên do của nó phát từ từ đã lâu lắm vậy. Ở trên nói là vua là người lãnh đạo, ở dưới đây nói về quan. Nếu ông vua chanh chánh ngay thẳng thương dân như con, mà quan thì lại đục khoét dân thì cũng không có ổn. Vì vậy cho nên các ông quan phải lựa những cái người nào ở trong số người đứng đắn đàng hoàng. Ở xưa thì hay dùng theo cái từ của nhà Nho, người nào tốt thì gọi là gì? Là quân tử. Người nào xấu gọi là tiểu nhân, đúng không? Bây giờ chúng ta không quân tử, không tiểu nhân nữa, phải nói sao? Những người đức hạnh và những người thiếu tư cách. Người đức hạnh mà dùng để lo việc nước, giúp cho dân thì như vậy thì dân là thương, họ tin và đất nước được bình yên. Còn nếu là người coi việc nước, chăm lo dân chúng mà không đứng đắn thì những người đó dễ làm cho người ta nổi loạn, rồi sanh ra nguy hại cho đất nước. Đó là hai cái đoạn. Đoạn trên thì nhắc vua thương dân như con thì dân sẽ thương lại. Đoạn dưới lại nhắc các ông quan phải là cái người chân chính đứng đắn thì mới giúp được cho đứng đất nước hưng hạnh. Còn nếu cái người mà không được đủ tư cách thì làm cho nước nguy vong. Đó là hai phần. Đến phần thứ ba: trời đất không thể làm nóng lạnh ngay, ác phải dần dần từ xuân sang thu. Nhân quân không thể làm trị loạn ngay, ác phải dần dần từ thiện ác. Các thánh vương đời xưa biết thế, nên bắt chước trời tu đức sửa mình, bắt chước đất chăm tu đức để an dân. Sửa mình là cẩn thận bên trong, run sợ như dẫm đi trên lớp băng mỏng. Yêu dân là kiến cảnh công chúng, nên nhớ đi cầm roi nắm cương ngựa. Được như thế thì đâu mà chẳng hên, nếu trái lại thì đâu mà chẳng vong. Lý do hư vong từ từ như thế. Cái lời nói rất chí tiết mà rất là đầy đủ. Bởi vì cái sự hình suy của đất nước nó không phải một sớm một chiều, mà nó là từ từ, từ cái chỗ
chỗ mất lòng dân, rồi dân nó là làm nó nổi loạn, chứ đâu phải bỗng dưng nó nổi loạn. Như vậy thì phải biết tất cả đều là phải từ từ, cho nên muốn được hay chúng ta cũng phải đi từng bước, mà trở thành dở cũng từng ngày từng tháng, chứ không phải bỗng dưng mà có. Bởi vì vậy cho nên người lãnh đạo đất nước thì phải cẩn thận, nhớ là lo cho dân, yêu dân, mến dân, mà cũng dè dặt như đi trong băng mỏng. Băng mỏng tức là những nước là có băng đó, thì ở dưới sông, dưới hồ, tới mùa đông thì băng nó thành khối. Bây giờ mình muốn đi trên khối băng từ bên này qua bên kia thì đi sao? Đi thật là nhẹ nhẹ, bước giống cái nó lũng thì lọt ở dưới. Như vậy thì dè dặt, cẩn thận đối với dân. Tuy rằng dân nó thương mình, mà mình cũng phải xử sự họ rất là cẩn thận, chứ không có vừa, không có bước. Khi mà vừa bước, dân nó mất lòng rồi, thì có ngày nó cũng nổi dậy. Vì vậy cho nên những cái lời dạ này thật là thấm, dầu trước, dầu sau, người lãnh đạo đất nước cũng phải thấy cái lý nó là như vậy. Như vậy thì cái sự thương vong nó từ từ, chứ không phải mà một lần nó xảy ra liền. Vua nghe qua rất hài lòng, là thăng sư chức hữu nhai tăng thống, tri giáo môn công sự. Sư Nghiêm Cang đến gần, dân mua một bài trăm để làm quy củ, lúc nào cũng chăm chỉ, chưa tình thiếu sót. Năm thứ năm, niên hiệu Thiên Chương Bảo Trự 1137, vua sắp ban, sư có dự vào hàng cố mệnh, thảo tờ di chiếu, vua phó hát mọi việc cho sư. Hồi xưa, mà ông vua ông pháp tịch, ông sắp ban, thì giao cho những cái việc gọi là cố mạng. Cố mạng là những cái người lãnh trách nhiệm, thảo cái chiếu để mà truyền ngôi lại cho con đứa nào, người nào, đó gọi là hàng cố mạng. Năm thứ nhất, niên hiệu Thiệu Minh 1138, vua Lý Anh Tông lên ngôi. Thái hậu xét thấy sư có công lớn nên rất cảm hậu. Sau sư về làng Bổ Hiền, tỉnh Nam Định, lập ngôi chùa Hiểu Quốc Ân, trụ trì đến già. Những thôn gần đây lấy thuế cung cấp mọi sử dụng cho sư. Năm thứ tư, niên hiệu Đại Định 1143, nhà vua tuyên thăng sư chức tả hữu nhai tăng thống, nội cung phụng tri giáo môn công sự, truyền giảng tam tạng một văn chương, ứng chế hộ bất quốc sư và ban tử y. Như vậy thì đó là vị tăng thống hồi ở xưa. Ngày 21 tháng 4 năm Tân Mùi, niên hiệu Đại Định 1151, sư hợp chúng từ việc không bệnh mà tịch, họ 72 tuổi. Tác phẩm của sư: một là Thiên Phật Tích Duyên Sự 30 quyển, hai là Hồng Chung Dân Bí Ký, ba là Tăng Già Tạp Luật hơn 50 quyển, bốn là Duyên Thông Tập hơn 1000 bài thơ. Mấy cái đó ngày nay chúng ta mất hết thì không ra. Như vậy là tôi nói qua mấy vị thiền sư rồi, giờ thêm một vị nữa. Thiền sư Giác Hễ, khoảng thế kỷ 11, 12, đời thứ 10 đồng vô thông. Sư họ Nguyễn, tôi ở Hải Thanh, khởi nhỏ làm nghề chài lưới. Thường dùng một chiếc thuyền con làm nhà, sống lên khắp sông hồ. Năm 25 tuổi, sư dứt bỏ thế nghiệp xuất gia làm tăng. Ban đầu sư cùng thiền sư Phong Lộ đồng thờ thầy Hà Trạch ở chùa Diên Phước, Hải Thanh. Sau sư lại kế thừa dòng pháp của Phong Lộ và trụ trì luôn chùa này.
đời vua Lý Nhân Tông 1072-1107, sư cùng Thông Quyền bị triệu vào hầu. Bỗng đâu có hai con cát kè, cát tiếu kêu chát tai. Vua bảo Thông Quyền làm cho nó dình đình keo. Thông Quyền thầm niệm thành chú một con rết xuống. Thông Quyền cười nhìn sư bảo, để lại một con cho Sa Môn. Sư chú mắt nhìn nó, cháu lắm nó cũng rơi xuống. Nhà vua kim dị làm thơ tặng, giác hải tâm như biển. Thông Quyền đạo lại quyền, thành thông gồm biến hóa, một Phật một thần tiên. Nguyên chữ nén, giác hải tâm như hải, Thông Quyền đạo hữu quyền, thành thông kim biến hóa, nhất Phật nhất thần tiên. Xuyên nổi yếu pháp thiên hạ, tăng tục đều quý kính. Quê nhân tâm mỗi quý gia chơi hành cung hải thăm, đều ghé chùa thăm sư. Một con mua hỏi, khác tranh thành túc có thể được nghe trang. Sư liệt hiện tám phép thành biến, thanh vọt lên lưu công, cắt xếp vài trượng, chợt lại trở xuống vô văn. Vui buồn thành vỗ tay khen ngợi, từ đó vô văn sư tự do ra vào cung vua. Đến đời vua Lý Thành Tông 1128-1138, nhiều lần triệu vào cung, nhưng sư từ chối, viện cớ già bệnh chẳng đến được. Đó là cái đoạn làm quan của Nhật Hơ được vua kính trọng. Bây giờ tới cái đoạn hỏi của những vị tăng. Có vị tăng hỏi, Phật và chúng sanh ai thách ai chủ? Sư dùng bài kể đáp, gái để chõm đầu bạc, bảo ông tác giả biết. Nếu hỏa cảnh với Phật, Long Môn bị điểm trát. Nguyên chữ nến, y giác nữ đầu bạc, báo dĩ tác giả thức, nhược lớn Phật cảnh giới, Long Môn tao điểm ngặt. Cái bài kệ này quý vị nghe dễ hiểu không? Gái để chõm đầu bạc, con gái còn cái chót mà đầu nó bạc. Lời bảo ông tác giả biết, nếu bảo ông chỉ người tác giả mới biết thôi. Như vậy là sao? Ta hỏi Phật và chúng sanh ai khác ai chủ, ai khách ai chủ? Phật là chủ hay chúng sanh là chủ? Thì Ngài nói là gái để chọn đầu bạc, nghĩa là sao? Nếu đầu bạc thì bà già hơn con gái, mà để chót thì bà già được không? Thì như vậy để nói lên rằng Phật và chúng sanh không có hai, phải không? Cũng như con gái và bà già không có hai. Nó để chót mà đầu bạc, để chót tức là con gái, con bé mà đầu bạc là bà già, phải không? Đó. Như vậy để nói lên rằng Phật và chúng sanh không hai, mà không hai thì ai khách ai chủ được? Đó là cái lối nói đặc biệt của người xưa. Thì chỉ tác giả biết ông, bảo ông tác giả biết, chỉ người chủ mà biết thôi, chứ người ngoài không có biết được. Rồi đọc nhà thêm hai câu, nếu hỏi cảnh giới Phật, Long Môn bị điểm trán. Bởi vì cảnh giới Phật từ đâu mà có? Nếu mà mình hỏi cảnh giới Phật thế nào thì như mấy con cá mà khi nó nhảy qua Long Môn Tam Cốc đó, nó nhảy qua mà nhảy không có qua khỏi ba cái cấp đó thì bị điểm cán, cho nên rơi xuống rồi lội đã là biển lại do thành rồng. Còn nếu nó qua được ba cấp thì nó thành rồng, cho nên nó là Long Môn bị điểm cán. Bởi vì cảnh giới Phật
nó không ngoài cái cảnh giới của chúng sinh. Ngay nơi cảnh giới này mà chúng ta giác ngộ thì cảnh giới này là cảnh giới của ai? Của Phật. Còn nơi cảnh giới này chúng ta mê, đó là cảnh giới chúng sanh. Như vậy thì cảnh giới Phật, cảnh giới chúng sanh không có hai, chỉ khác nhau mê và giác thôi. Như vậy mà hỏi cảnh giới Phật riêng thì đó là người bị con cá nhảy qua tam cấp, mà nhảy qua không phải bị điểm cán rồi, tức là bị chê, bị rớt rồi, thi rớt. Để nói lên cái ý rằng Phật và chúng sanh không hai, đã không hai thì làm sao mà có thế này, có thế kia được. Như vậy thì chúng ta hỏi cảnh Phật khác, cảnh chúng sinh khác, đó là cái hai, mà hai đó là sai lầm. Lúc sắp tịch suy gọi chúng nói kệ: xuân về qua bướm gặp nhau đây, qua bướm phải cành hợp lúc này, qua bướm xưa nay đều là quyển, giữ tâm bền chặt bướm qua hay. Nguyên chữ hán: xưa nay qua điệp thiện tri thì, qua điệp ưng tu cộng nhất kỳ tính kỳ, qua điệp bổn la gia thị quyển, mạng tu qua điệp hướng tâm trì. Đây cái bài kệ này là ngài diễn tả cái gì? Xuân về qua bướm gặp nhau đây, qua bướm phải cần hợp lúc này. Qua là chỉ cho cái cảnh, bướm là chỉ cho con người. Người và cảnh gặp nhau trong một mùa xuân. Qua bướm xưa nay đều là quyển, giữ tâm bền chặt bướm qua thay. Hay tức là khi kể nữa, nghĩa là qua và bướm, tức là người và cảnh, xưa nay đều là quyển, có thiện trong. Và biết người cảnh là quyển thì sống chết chúng ta không quan tâm, mà phải cố gắng giữ gìn cái tâm của mình cho vững, cho bền. Còn cái chuyện người chuyện cảnh buông đi đừng có tiếc. Nhớ được câu bốn câu kệ này thì chúng ta lúc mà ra đi, thời gian sắp cuối cùng đó, thì chúng ta được yên lòng. Bởi vì thời gian mà chúng ta rời cái cõi trời này, đối với người thường thì cho cái thời đó là cái thời đau khổ nhất, phải không? Buồn bã nhất. Nhưng giới thiền sư thấy đó là mùa xuân. mùa xuân nó đến thì có qua có bướm, hai cái nó đùa với nhau. Nhưng mà qua và bướm là hai cái, tức là người và cảnh, nghĩa là nó gặp nhau ở cái lúc cuối cùng đó, rồi từ giã nhau. Vì vậy cho nên biết người cảnh chỉ là quyển, không có thiệt. Nói người quyển nghe còn khó chịu quá, phải không? Mình đi dẫm đù đùi mấy chất mà nói quyển, phải không? Rồi mình sống mấy chục năm mà nói quyển, quyển sao được? Nhưng mà thật ra nếu tới cái giờ phút sắp lâm chung rồi thì nhớ một cuộc đời mình như cái gì? Như vết mỏng đó, có gì đâu. Mà ai không tới ngày đó? Người nào không tới ngày đó nói tôi nghe coi, đưa tay cho tôi thấy dùm coi. Người nào không tới ngày đó thì ai cũng tới ngày đó, đang hoạt động, đang sinh sống, lo nghèo, lo giàu, lo đủ thứ thì thấy như mình thiệt. Nhưng mà tới cái ngày sắp tắt thở rồi, mấy mươi năm nhớ lại cái quyền không còn gì, phải không? Thì đó là lẽ thật. Nhưng mà đa số người họ kiếm nói là đạo Phật liên quan, vì nói gì quyền trên, phải không?
Nguyện quá thì có tham chi, tham làm cái gì cho nó mệt. Nhưng mà sự thật không phải. Đạo Phật là đạo nói như thật và chỉ thẳng lẽ thật, không né tránh gì hết. Lẽ thật thế nào mình biết đúng như vậy, và biết đúng như vậy thì mình là người tỉnh, người sáng. Còn mình cứ né tránh sự thật, mình là người mê. Và thế gian luôn luôn là né tránh sự thật. Quý vị có né không? Có né tránh không? Chắc ai cũng né hết à. Bởi vậy cho nên giả sử năm này mà mình đã già sắp chết, mà ai tới chúc, tới chúc cho thầy, chúc cho cô sang năm chết cho khỏe, chịu không? Nghĩa là tuy già tuy bệnh sắp chết mà chúc cho tới chết cho thì ta không vui rồi. Ai lỡ chúc vậy thì mắc đồ vô duyên. Không có bao giờ chịu nghe sự thật. Chứ còn nếu người biết nhìn sự thật á, khi chúc vậy cái đời đã sống mà bệnh hoạn, kéo dài vô ích, chết đi là khỏe, vậy chúc đó mừng, cảm ơn. Như vậy đó mới gọi là người dám nhìn sự thật. Nhưng người ta không dám nhìn sự thật, cứ né tránh sự thật. Cho nên nhiều cái từ ngữ mà mình thấy tức cười, chết, anh, em, cha mẹ chết, thì nhắc cái hòm về. Và ai hỏi đi đâu đó, đi nhắc cái thọ cho ba, cho má. Thọ là sốc. Chứ không dám nói nhắc cái hòm ba chết, mẹ chết gì hết. Như vậy thì nó kỵ, nó sợ, né tránh cái nhất là ghê đó. Cho nên rồi quý vị thấy chúng ta có những cái yếu mà bình thường mình không biết. Gặp những cái người gian dảo thì họ lợi dụng cái yếu đó mà họ khai thác để cho chúng ta được vui, rồi có nhiều tiền cũng tốn mất cho họ. Thí dụ ở lại tay tay cho tướng đưa tay coi, có thầy tướng nào thì coi cho nó, ôi cái tay này xấu quá, tay này sắp mất nạn đây, dám nói không? Nếu mà thấy cái xấu gì nữa cũng nói, tìm cái nút ve, cái tay đó anh hay tay của chị, cái có vài điểm là không được tốt, nhưng mà ráng đi làm lành nó mới qua nè, là phải không? Còn không thì vừa cầm cái tay cái này nói anh là đời cướp làm lành nhiều phước đức nhiều người kia ngồi cái em chủ thương nói hay quá. Như vậy khen mình làm lành phước đức nhiều thì mình vui, cái mình cho tiền. Và nếu mà chê ôi cái anh này hay là cái chị này ăn ở độc ác tổn phước, cho nên cái bạn ta xấu quá, dám nói gì không? Quý vị đi qua tay của ông này, ta tướng ta tay là dám nói vậy không? Không bao giờ ông nói hết. Như vậy thì người ta cứ tìm, cứ cầu coi để cho mình biết cái tới, và biết cái tới là cái vui, chứ không biết cái buồn, phải không? Nói cái buồn đó là bực bội rồi. Vì vậy mà thế gian nên tránh né những cái điều đó. Ở trong nhà đạo, can đảm nhìn thấy cái chết đến như một mùa xuân về. Phải không? Cái chết đến như một mùa xuân về. Tại sao vậy? Bởi vì cái thân này mang nó là gì làm để cho chúng sinh. Nếu khi nào làm không được nữa, nằm đó để đài đạo người ta thì không vui gì đâu, phải không? Như vậy thì chết là đó là cơ hội để mình buông bỏ cái gánh nặng, để mình thoát khỏi cái đau khổ, chứ có gì mà sợ. Vậy cho mà có lắm người đau hoàng hoại mà nói cái chết cũng việc sợ gì được. Đó là tại vì họ không hiểu đạo lý,
Nên người hiểu đạo lý là cái người can đảm. Vì mình biết sự thật rồi, cho nên mình can đảm. Và thế gian bởi vì né tránh sự thật, cho nên sự thật tới trình đó thôi khổ là khổ. Như vậy, người tu theo Phật là can đảm hay là nhát? Đó là can đảm. Mà can đảm, giáo lý Phật dạy chúng ta để được can đảm thì giáo lý đó yếu thế hay là yêu đời? Dạy mình can đảm mà sống, can đảm mà ra đi, thì cái đó là cái giáo lý quá hay. Mà là chê, nó nghĩa quá hay đó, yếu thế rồi, buồn. Mà sự việc nó là như vậy, có gì đâu. Nữa là cái cuộc đời nhìn lại, bây giờ tôi nói không đợi tới bây giờ sắp tắt thở mới biết là quý quá. Giờ những vị chừng 30-40 tuổi thôi, ôn lại mấy chục năm qua, bây giờ thấy sao? Còn không? Nắm được cái gì không? Hay là qua rồi hết? Nghe từ một đứa trẻ ngây thơ, bây giờ nhìn lại đầu mình đã qua năm, mà rồi những cái gì đã qua thì tìm lại được không? Cha mẹ, ông bà nhớ lại người nhận biết mất hết, phải không? Rồi còn mình thì cũng dễ, nó cứ nó đuổi tới, nó đâm ra chuyện. Vậy thì cuộc đời nó rất là tạm bỡ, biết như vậy rồi, biết tạm bỡ mà chúng ta nên tích cực làm lợi ích cho mọi người, hay là nên trốn ở một nơi ngủ ngon cho khỏe? Nên cái gì? Bởi vì nó là tạm bỡ, nhưng mà trong tạm bỡ này thiên hạ vẫn bị khổ, vẫn bị phiền lụy, cho nên mình cố gắng mình phải làm sao cho họ bớt khổ, bớt phiền lụy. Chứ giờ mình đi trốn, mình ẩn nơi nào đó rồi cũng chết thôi, vô ích, phải không? Biết nó nhé, biết nó tạm bỡ thì mình phải ráng làm nhiều hơn, tiết kiệm hơn, chứ không phải trốn tránh. Đó là cái tinh thần của đạo Phật. Biết nguyện quá mà hăng hái mà xông vào làm lễ cho chúng sinh, chứ không phải biết nguyện quá rồi trốn ở nơi nào để nghĩ cũng khỏe chờ chết. Đó là cái quan điểm sai lầm. Như vậy thì chúng ta mới thấy cái giá trị của đạo Phật là cái đạo chân thật để nói trước, báo trước cho chúng ta những cái gì nó sẽ đến. Chúng ta khi gặp cảnh nó đến, vui vẻ chấp nhận, không một chút gì nao núng sợ sệt. Đó là cái tinh thần đại hùng của mình. Đêm ấy có ngôi sao lớn rơi xuống góc Đông Nam Thất Sư. Sư ngồi nghe thẳng an nhiên thị tịch, vua hạ chiếu nguyên 30 hộ để cúng hương quả. Hai đứa con sư cũng được ân hưởng làm quan, bởi vì ngài đi tu lúc tuổi đã lớn, tức là 25 tuổi mới đi tu, cho nên rồi có gia đình trước, có con. Đó là những cái phần mà rõ ràng như vậy. Bây giờ thêm vị thiền sư nữa cho quý vị thấy rõ hơn. Thiền sư Tịnh Không, không biết năm sinh, biết năm tịch là 1170, đời thứ 10 dòng vô môn không. Sư Họ Ngô quê ở Phúc Xuyên, bắt đầu đến viện Sùng Phước, Cam Bản Châu, xuất gia và thọ giới cụ túc. Năm 30 tuổi, sư đi hành trước phương Nam, đến chùa Khai Quốc, Phủ Thiên Đức, dừng lại trụ trì khoảng 5-6 năm chuyên tu hạnh đầu đà. Ngài chỉ dùng một ít đậu, một ít mè, ngồi hoài không ngủ. Mỗi khi sư nhập định, đến nhiều ngày mới thức, đàn thiến bốn phương đang lễ Phật cúng dường đất cao như núi. Những kẻ gian đến rình mò, sư công thái bảo tự do lấy đi. Bà công chúa Nam Cương ý chú xuất gia, sắp soạn lễ Phật định xin xuống tóc, dự định hay được, xuống dưới bắt sư vào triều.
vào đến cửa biết hành sát sư dẫn đường đường, vừa thấy thế càng thêm kính nể bái con và bậc danh tăng. Đây là hai cái đoạn là chúng ta thấy cái đời ngày rất quý, nghe được người ta cúng dường dư giả thì những cái kẻ gian đường mòn nó thấy khóc thì ngài nó tự cho lấy đi, phải không? Chứ không có rầy, không có quở. Rồi tới cái bà của Chúa không muốn đi tôi với ngài, xứng tôi với ngài, xứng gia với ngài thì triều đình nghe mắc lỗi đòi ngài vào triều. Bây giờ mắc triều thì ngài vẫn bình thường, không sợ sẽ gì hết, cho nên nhà vua thấy dễ cứ khen. Một con có vị tiền cách đến chùa sư hỏi thăm sư sự tu hành, biết sư chưa đạt ý chỉ thiền tông, liền giới thiệu sư đến tham vấn thiền sư Đạo Huệ ở núi Tiên Du. Sư đẹp giao chùa đi thẳng đến núi Tiên Du. Đến nơi sư hỏi Đạo Huệ, nơi này có tông chỉ thiền tông chăng? Đạo Huệ đáp, nơi đây tông chỉ chẳng phải không, nhưng xà lê làm sao đảm nhận? Sư suy nghĩ trả lời Đạo Huệ, nè, ngay trước mặt đã làm qua rồi. Sư liền lãnh hội yếu chỉ, sư ở lại đây hầu hạ thầy 3 năm. Đó, đây là cái câu chuyện đối đáp, nó có tính cách cụ thể. Ngày đến với thiền sư Đạo Huệ thì ngài hỏi, nơi này có tông chỉ thiền tông chăng? Tông chỉ thiền tông chăng? Thì Đạo Huệ đáp, nơi đây tông chỉ chẳng phải không, nhưng xà lê làm sao đảm nhận? Có, bây giờ ông làm sao đảm nhận đây? Rồi ông suy nghĩ để trả lời, cứ suy nghĩ để trả lời cách đảm nhận của ông. Vị Đạo Huệ nè, ngay trước mặt đã làm qua rồi. À, như vậy, muốn đảm nhận cái tâm chỉ thiền tâm thì phải sao? Thật ngay như đó mà nhận, vừa khởi suy nghĩ thì nó đã qua mất rồi. À, như vậy, ngay đó cái ngày ngộ, lãnh ngộ được yếu chỉ thiền tâm. Sau sư về chùa cũ, tôi nhận đồ chúng, một con sư hỏi chúng, hội chúng nói kệ, trên không miếng ngói che, dưới không nếp cấm dùi, hoặc đổi áo thẳng ghế, hoặc xét trượng mà đi, khoảng diễn động xúc chạm, tợ rồng tẩy, đất mồi, kỹ án, thượng vô kiếp hỏa, kiếp hỏa giá, hạ vô các địa địa, hoặc dị phục trực nghệ, hoặc xét trượng nghi trí, diễn động xuất xứ gian, tợ long nhiếp, thô nhĩ. Và kẻ này nghe hơi khó hiểu, nói là trên không miếng ngói che, dưới không đất cấm dùi. Tức là trên thì không có một miếng ngói che, tức là không có cái gì che trên đầu. Dưới không đất cấm dùi, tức là không có cái gì ở chở ở dưới đất, ở trên là che, dưới thì chở. Đất trên dưới đều rỗng, hoặc đổi áo thẳng đến, hoặc sách trượng mà đi, hoặc thay áo mà tới, hoặc là cầm gậy mà đi. Nha. Trong khi đó, khoảng diễn động xuất chạm, tợ rồng vẫy rớt mồi. Trong khi đó, thì ngoại cái xuất chạm, tợ như con rồng, nó rớt mồi vậy. Tại sao? Đây tôi nói cho quý vị thấy cái ý mà kể rất là hay, là cái người đạt đạo rồi thì trên không bị che, dưới không bị chở, tức là không che không chở, là không dính ở trên, không kẹt ở dưới, à, hoặc là đổi áo thẳng đến và xét trượt mà đi, thì sống cuộc đời rất là thông dong, rất là tự tại. Chỉ khoảng diễn động xuất chạm, tợ rồng vẫy đất mồi, chỉ trong khi diễn động đi và xuất chạm với cái vật gì, lúc nào mình cũng sẵn sàng
như con rồng mà nó đớp mồi đó. Thì trong mọi cái cử động của mình, trong mọi cái xúc chạm của mình, nếu khi mê thì cái đó là cái dính, cái kẹt. Thì khi chúng ta tỉnh không còn chấp hai bên nữa, thì lúc đó cái gì cũng là hiện bài cái chân thật, cái gì cũng là cái sẵn sàng, chỉ hiện rõ ràng chúng ta thấy cái mặt thật muôn đời. Cho nên tợ rồng phải đớp mồi như vậy để nói lên rằng người không bị dính kẹt hai bên trên dưới và không thả không dâm tự tại, thì mọi cái hành động, mọi cái xúc chạm đều là giác chứ không có mê, đều là ở trong cái tỉnh chứ không có cái mê tối như cái phần từ thứ ba. Đó là ý nghĩa cái bốn câu kệ này. Có vị tăng họ đến hỏi từ trước chỉ thẳng là nói cái gì? Sư đáp: ngày ngày đi gặt lúa, giờ giờ kho lắm không, nhật nhật cứ vạch quà, thì không lương lắm. Hỏi từ trước chỉ thẳng là nói cái gì, là chỉ cái gì? Thì ngài nói: ngày ngày đi gặt lúa, giờ giờ kho lắm không. Tại sao đi gặt lúa mà kho không? Đó là cái câu nghe nó hơi lạ lùng. Thực ra tất cả cái người tu mà khi lãnh hội được kiếm chỉ thiền rồi thì làm tất cả việc mà không dính một việc gì hết. Thì không phải là ngày ngày đi gặt lúa mà giờ giờ kho lắm không, phải không? Làm mà không dính, không kẹt, cho nên thì không có chứa chấp cái đồng này. Rồi hỏi thêm: con trả nội, thì ngài nói: nhật nguyệt hằng ngày hằng sáng, mây nổi che phủ. Nghĩa là nhật nguyệt trường minh, phù vân cái ấm. Nói rằng mặt trăng, mặt trời nó thường luôn luôn sáng mà bị mây thành nó che phủ. Tức là chúng ta thường ở trong cái tánh giác, ở ngay cái chỗ đạo chân thật, mà vì cái tâm mê muội suy gẫm tính toán, đó là cái đám mây nó che, như là mây che mặt trời vậy. Như vậy để nói lên rằng chúng ta hàng ngày đang sống dưới ánh sáng mặt trời mà không thấy mặt trời gì tại ngay, cũng như hàng ngày chúng ta sống sẵn có tánh giác mà không thấy được tánh giác là bị vọng tưởng, phải không? Người vọng tưởng lặng thì tánh giác hiện tiền. Xin nói kệ: người trí không ngộ đạo, ngộ đạo ít kẻ ngu, khách nằm thẳng giữa chân, nào biết ngụy và trên. Chữ nhé: trí nhân ngô ngộ đạo, ngộ đạo tức ngôn nhân, thân trước cao hỏa khách, nghề chức ngụy xin chân. Tại sao người trí không ngộ đạo, ngộ đạo tức kẻ ngu, mà chúng ta tu ai có muốn không ngộ đạo đâu? Ai cũng muốn ngộ đạo mà ngài lại chê ngộ đạo là kẻ ngu, sao vậy? Bởi vì đạo là cái sẵn, tức là cái tâm chân thật hiện tiền của mình. Mình quên thì bây giờ chỉ mình nhớ lại thì khác của mình chứ của ai. Mà của mình thì còn gì mà ngộ, còn gì mà gặp, còn gì mà thấy. Cái sẵn mà bị che khuất nên rồi phải là mê. Chỉ ra mình biết, mình nhận được thì cái đó là mình nhớ. Nhớ là nhớ lại cái của mình thì có gì đâu được, có gì đâu ngộ. Cho nên thấy có cái đạo để mình ngộ đó là ngu rồi. Như vậy cho nên chúng ta tu thì đích ra cũng được thuộc hạng ngu nữa, phải không? Mong ngộ đạo
nhưng mà chuyện thật đạo nó có sẵn, nên tâm mình chứ đâu. Bởi vậy cho nên hai câu dứt thì nói khách nằm thẳng dưới trên, nào biết ngụy là trên. Người chân thật nằm thẳng dưới trên, không có nói cái này là giả, cái kia là thật gì nữa, không còn hai bên thì đạo chứ không. Còn mình thấy hai bên là không thấy đạo. Có gì ta hỏi thế nào là Phật? Suy đáp: nhật nguyệt sáng trời trầm ướt cõi, ai biết mây mù rơi núi sông. Nghe chữ Hán: nhật nguyệt lệ thiên hà ướt sáng, thủy kim vân tụ lạc sơn hà. Hỏi thế nào là Phật thì Ngài trả lời: nhật nguyệt sáng trời trùm ướt cõi, nghĩa là trăng mặt trời nó sáng trùm hết bao nhiêu cõi, ai biết mây mù rơi núi sông. Tại vì mặt trời mặt trăng lúc nào cũng sáng trùm hết, bị mây mù mà mình không thấy thôi chứ có gì đâu. Như vậy Phật ở đâu? Phật ở ngay nơi mình, mà vì cái mê lầm, cái vọng tưởng nó phủ che, gọi là mê mù, cho nên không thấy. Thế nào hỏi được? Này đó, một đồng chỉ thích nằm lưng trâu, kẻ sĩ thường khoe được anh hùng. Nguyên chứ nế, một đồng chí quá ngoạ ngư bối, khổ hữu anh hùng khóa đắc y. Nghĩa là người một đồng thì nó thích nằm lưng trâu, còn những kẻ sĩ được khen được anh hùng. Như vậy thì cái ngồi lưng trâu, nằm lưng trâu đó là một sự sẵn của một đồng, phải không? Chứ không phải là cái chuyện gì lạ hết. Còn người học trò đi thi thì lúc nào cũng nghĩ mình thi đậu thì sẽ là một bậc anh hùng hò vua lúc trước, thì cái đó là cũng là cái sẵn trong cái bản chất chứ không có đâu xa hết. Hỏi ý tổ và ý kinh là đồng và khác? Ngày đó muôn giọng nhờ thuyền đều đến triều vua. Như vậy ý tổ ý kinh đồng khác thì Ngài nói dồn cho vua ở sau muôn giọng, mình có chiếc thuyền thì đều đến được. Như vậy thì chiếc thuyền đưa mình đến triều vua, vua là chỉ cho cái chung, là cái chung đó nó từ cái dù đi thuyền, dù đi bộ đến gặp triều vua, gặp vua thì mình đều là đến mục đích hết. Như vậy ý kinh và ý tổ nó không có khác. Và thượng có việc kỳ lạ, tại sao con nói cho con? Ngài bảo: ngươi thổi lửa, ta hốt gạo, ngươi khắc thực, ta giữ bát, ai mà thua phụ ngươi? Ta nghe xong liền khai ngộ. Thì như vậy quý vị thấy đạo có gần hay xa? Quý vị có biết nấu cơm không? Quý vị biết hốt gạo không? Quý vị biết giữ bát, giữ đĩa không? Vân vân. Nếu có biết cái đó thì có đều là có đạo sẵn ở trong hết, trong đâu hết, không có phù phụ. Người nào mà không có cái chuyện đó mà chỉ có mà không nhớ, có mà không biết là tại vì quên. Cho nên cái việc đó hết sức là đơn giản, hết sức là bình dị, mà chúng ta cứ tìm vào chúng ta. Như vậy đạo ở đâu? Đạo chỗ nào? Chính khi ăn cơm, khi rửa bát đó, đạo thằng sẵn đó rồi. Như vậy thì nghe hết sức là đơn giản, nhưng mà tại sao mình không biết? Tại vì mình cứ tưởng đạo là hào quang sáng, đạo là cái gì đó rất là kỳ đặc, thế nên mình không thấy. Để thì tôi nói trở lại cho quý vị hiểu một chút. Khi chúng ta biết ăn cơm, chúng ta biết rửa bát, chỉ ăn cơm là ăn cơm,
rửa bát là rửa bát mà không có một nghĩ suy nào che con đầu mình thì lúc đó là tạo đồ. Còn cái này chúng ta ăn cơm thì sao? Ngồi nói chuyện trên tay cho tạo đủ thứ đó, cho nên đạo nó ảnh. Rửa bát cũng vậy, vừa rửa vừa nói chuyện âm sọ, cho nên đạo đi mất tiêu, phải không? Bởi vì khi nào, lúc nào trong đầu mình cũng đúng cái chuyện nó che, nó lấn, nó dặn nhau mà nó tuôn ra, cho nên rửa đạo ảnh đi. Cũng như nó mây, mặt trời nó đang có sẵn mà bị mây nó cứ liên tục nó che mà sao thấy. Như vậy thì biết đi, biết ăn cơm, biết rửa bát thì cái biết đó là mình. Còn cái suy nghĩ là cái bóng dáng bên ngoài lượng đặt quá khứ để dồn vào thôi. Còn cái biết hiện tại mình đã bỏ quên. Chúng ta sống với cái quá khứ nhiều hơn hiện tại, phải không? Ngồi lại nhớ, nhớ chuyện gì? Chuyện năm trên, như cái đâu đâu, phải không? Như vậy, nó chen, nó lớn, nó chiếm hết cả cái hiểu biết của mình. Còn cái hiểu biết hiện tiền mình bỏ, mình khóa đó, mình nhớ. Bởi vậy, tu tiền gì là gạt hết tất cả cái điểm quá khứ đó, cho nó lặng, lặng những cái điểm tiền đó. Tự nhiên nó đầy đủ cái gì? Đó là một lẽ thịt là chúng ta ít ai biết. Có một cái thật quý đó mà không ai hiểu hết, cho nên rồi chúng ta cứ chìm đã trong sinh tử. Vì ta đã nghe được cái đó ở mộ năm thứ 8 niên hiệu Chín Long Hợp Ứng 1177 Tề Lý Anh Tông sắp tịch sư từ giả chúng dặn các ngươi khéo tự gìn giữ như lúc ta còn chớ nhiễm thế gian sanh ra quyến luyến. Đến nửa đêm suy ngồi kiếp già mà tịch thọ hơn 80 tuổi thì cái lời dạy rất là đơn giản. Các ngươi khéo tự giữ gìn giữ như lúc ta còn chớ nhiễm thế gian sanh ra quyến luyến. Bởi vì thế gian nó không thật mà chúng ta bị nhiễm, bị dính thế gian, mà bị nhiễm, bị dính thế gian thì đó là chúng ta quên mất hết cái đạo, cái chân thật của chính mình. Vì vậy mà bảo đừng dính nhiễm thế gian. Đó là phần thiền sư tư giảng xong. Hôm nay đến vị thiền sư là thiền sư Đại Xã. Đời thứ 10 dòng vô thông thông sư họ Hứa quê ở phường Đông Tác nay thuộc huyện Hoàng Long Hà Đông, xuất gia từ thuở bé theo học với thiền sư Đạo Huệ, nhận được chút ít yếu chỉ thiền học, sư thường trì tụng kinh Hoa Nghiêm và thần chú của ngài Phổ Hiền làm việc thường nhật. Có lúc sư xỏ tóc, bỏ ăn, chỗ ở không nhất định. Các hương công đều quý kính, kiến minh hương và công chúa thiên kịch cũng rất kính trọng. Sư thường ở Thuyên Minh, Hổ Nham, lập chùa, giáo hóa, học giả các nơi đến học rất đông, có vị tăng nước tống, hiệu là Nha Mông. Nghe tiếng sư cảm mộ đốt ngón tay để cúng dường, có người nghi sư dùng yêu thuật nên trong bản niên hiệu Thiên Cảm Chí Bảo 1174-1175 thái quý Đỗ Anh Vũ ra lệnh pháp sư vào giam hành phạt nặng nề, mà sư không có vẻ sợ hãi, sau đó có lệnh thả sư. Vua Lý Anh Tông triệu sư và hỏi chẳng bị buồn một phiền muộn, sư có thuật gì trị chăng? Sư đáp:
Pháp 12 nhân duyên là căn bản tiếp nối sự sống chết, cần lấy đó để trị. Nó thật là thua chút hay vậy? Vua hỏi, ý chỉ nó thế nào? Sư đáp, vô minh là nhân duyên của hành, cho đến lo buồn khổ não. Muốn cầu quả biết chi Phật, nên nói 12 nhân duyên đem trị trong thân này thì không còn phiền não. Vua hỏi, thế thì chẳng phải tĩnh tâm tu tập? Sư đáp, khi giữ được nghiệp thức yên tĩnh, tức là lắng trong phiền não, không còn pháp nào khác đáng tu tập cả. Xưa kia vua Lương Giở Đế thường đem vấn đề này hỏi về sư Bảo Chí. Bảo Chí cũng đáp như thế, hôm nay trọn vì bệ hạ đưa ra điều tương tự ấy. Đây là một câu chuyện thiền sư ở đời Lý mà ngài tu hành, vừa là hiểu được lý thiền, vừa là tụng kinh Hoa Nghiêm và trì chú. Do đó trong cái công hạnh của ngài có những cái kỳ lạ nhiều người không biết, do không biết đi thì sư địa chỉ theo cái đường nào, tu lối gì, cho nên người sư bị bắt. Thì sau này thì mới biết được sư là một người tu hành chân chánh. Vua mới mời hỏi về cái sự buồn phiền, chẳng bị phiền muộn, sư có thuật gì chỉ chăng? Nhà vua bị phiền muộn, bây giờ hỏi chứ ngài có pháp gì chỉ chăng? Thì ngài đáp, phải lấy 12 nhân duyên để mà trị. Tại sao? Thì đáp rằng vô minh là nhân duyên của hành, cho đến lo buồn khổ não. Bởi vì cái người tu thường đọc trong kinh Phật nói 12 nhân duyên, từ vô minh duyên hành, hành duyên thích, thức duyên sắc, sắc duyên lục, nhập duyên danh, cho tới cuối cùng sinh lão bệnh tử và ưu vi khổ não. Như vậy ưu vi khổ não nó phát nguồn từ cái vô minh. Nếu chúng ta dẹp được cái vô minh thì phiền não nó hết. Thì hiện giờ tất cả quý Phật tử, quý vị có phiền não không? Và giờ quý vị hỏi làm sao để được phiền não, thì tôi sẽ trả lời sao? Phải dẹp vô minh, phải không? Bây giờ làm sao dẹp vô minh? Cái tối vô là không, minh là sáng, không sáng tức là tối. Giờ phải làm sao dẹp cái tối? Chỉ có ngọn đèn thắp lên thì cái tối nó mất. Cũng như vậy, nếu chúng ta muốn dẹp vô minh thì phải dùng trí tuệ. Như vậy thì có trí tuệ thì dẹp được vô minh, không có gì khác hết. Như vậy thì khổ đau từ cái gốc vô minh mà sinh. Bây giờ chúng ta có trí tuệ thì chúng ta sẽ hết vô minh, hết khổ đau. Nên bây giờ tôi có thể ví dụ thì quý Phật tử sẽ thấy, như chúng ta hiện sống mà gặp cái hoàn cảnh nghèo khó, tìm được cơm ăn áo mặc lành lặn là khó, bởi nghèo cho nên dễ phiền muộn, phải không? Phiền muộn thì đó là phiền não. Bây giờ muốn hết phiền não là phải sao? Người ta nói muốn hết phiền não thì phải giàu lên, phải không? Giàu lên hết phiền não. Mà quý vị nghĩ phải không? Có nhiều người giàu mà họ cũng phiền não như thường nè, phải không? Thì như vậy không phải giàu lên là hết phiền não, mà có trí tuệ lên là hết phiền não. Bởi vì hồi xưa có nhiều vị hiền thánh á, ta sống chỉ có một cái bát nước, hay là chỉ có một cái áo mặc da thân mà ta vui vẻ không có khổ. Thì tại sao nếu mà nghèo
nghèo, ai nghèo bằng cái người mà không có áo mặc, mà ta chỉ có cái áo mặc áo rách mặc mà ta cười ta đi chơi ngao du tự tại, còn mình kiếm cơm ăn cũng được không đến nỗi gì đói mà mình khổ, là tại vì mình không có trí tuệ, mình cứ so sánh được một đời hai, người thành ra thấy người ta nhiều mình, người ta khác mình, mình nghèo cho mình buồn bực phiền não. Bây giờ mình nghèo mà mình biết rằng giá trị con người không phải ở chỗ nghèo giàu, mà giá trị của con người là ở chỗ sáng suốt hay là tối tăm. À, kẻ nào tối tăm buồn bực, dòng tiền của nhiều cũng chưa phải là hay. Và người nào dù nghèo cùng mà trí tuệ sáng suốt cũng là tốt. Đó. Như vậy các vị hiền thánh hồi xưa đâu phải giàu, bây giờ mình kiếm là hiền thánh, phải không? Là toàn là những người nghèo, nhưng mà ta biết là sáng suốt không bị cái nghèo đó nó làm cho mình phải mất hết tư cách của con người, thì vậy đó là tốt rồi. Hợp đến niên ngày 2 tháng 5, niên hiệu chính phủ thứ 5, 1180, sư gọi đệ tử dặn dò nói kệ: bốn nắng trung trương trước giờ không, núi cao non vững đông chủ âm, chanh tấm sáng ngời không chướng ngại, niết bạc sanh tử mặt che lòng. Đó. Để bài kệ này, quý vị thấy ngài nói rất là rõ ràng: bốn rắn trung nương trước giờ không. À, bốn con rắn nuôi chung trong một cái lồng hoặc trong một cái giỏ, đã chung trong cái rương mà nói trước giờ vốn là không. Bốn rắn nào vậy? Rắn nước, rắn hổ nước, rắn hổ đất, rắn hổ lửa, rắn hổ mày, rồi đây à, bốn đứa thì nuôi chung một cái lòng, là cái lòng như đây là dẫn trong cái niết bàn. Cái niết bàn nói rằng chúng ta là những người suốt ngày chỉ lo nuôi bốn con rắn, à, rắn đất, rắn nước, rắn gió, rắn lửa, à, bốn rắn đó ở chung, mà ở chung mà nó hòa thuận vui vẻ với nhau không? Nó ở chung mà nó cứ chống cự con này cùng mang con kia hoài, thành ra mình người nuôi cực khổ, muốn điều hòa bốn rắn cho nó bình lại thật là khó khăn. Nên rồi quý vị thấy chúng ta hiện giờ ngày nào mà nóng nảy, bức xúc, đau đầu thì ngày đó nói mình sao? Nóng bức quá, chịu không nổi, phải không? Kiếm gì mát mát uống, phải không? Hay kiếm nào là nước dừa xiên rồi rau má rồi uống cho nó mát lại. Đó. Tức là con rắn lửa mà nó cao thì phải kiếm con rắn nước để nó bùng lại, nó quân bình. Như vậy thì đó là nói nhẹ, còn nếu có nặng nữa thì luôn luôn là khổ. Cụ thể nhất là chúng ta khi nào con rắn gió, rắn hổ mây nó chui vô mạnh quá thì lúc chúng đó cái thân của chúng ta là sao? Người ta gọi là chúng gió thì thân mình sao? Nó riêng, nó nhít ra, rồi nó gió thổi mạnh thì đất nó rung rinh, nó ê ẩm nhức nhối. Cái lúc đó muốn bớt nhức nhối ai sao? Mượn ai khéo cạo gió, khéo đánh gió thổi kêu chạy nhẹ. Phải không? Tức là đuổi con rắn, rắn bỏ mây nó chạy ra, thì tự nhiên bình yên như gì hết. Vì bỏ mây, tức là gió, nó không mưa đất. Quý vị thấy ở ngoài đường đó, chỗ nào gió mạnh cuốn lên cái bụi bay bị mù, phải không? Mà đất thì bị gió làm động, ngược lại gió bị đất cũng làm ngăn trở. Có ngăn trở không?
để làm nó cái bờ cao nó không được. Ở trong mình cũng vậy, các cái chỗ trống như lỗ mũi cổ họng như vậy, khi nào có cái bụi gì nó chạy ngang thì sao, đất nó về nó ngang lại cái mình sao, mình khổ sở. Như vậy thì đất nước gió lửa là bốn con rắn nó ở chung một nhà, nó chống nhau lúc nào nó cũng coi nhau như thù địch, mà mình làm chủ, mình điều hòa nó. Điều hòa mà tốt thì nó yên, điều hòa không tốt thì nó thành ra đau bệnh. Mà đáng thương nhất là cái người nuôi bốn con rắn, khi mà bốn con rắn đó cái vỏ nó phủng rồi, cái mạnh con nào chạy ra đi ra con nấy, nó tự ý nó đi, nó phân tán. Nhưng mà cái ông chủ nhà cái vỏ phủng rồi, ổng chịu ngang nó nghĩ được khỏe thì ổng làm gì nữa, làm gì nữa thì kiếm bốn rắn khác nuôi nuôi làm cái vỏ mới, kiếm bốn rắn khác nuôi, rồi cái vỏ nó phủng bốn rắn chạy làm vỏ mới, kiếm bốn khác, bốn rắn khác nuôi nữa, làm vợ hai làm mái, đời này đời kia đời nọ cứ lo nuôi rắn. Như vậy người đứng ở ngoài mình nhìn thấy cái người nuôi rắn như vậy thì tổn thương hơn, tội nghiệp quá, phải không? Tại sao mình vô sự, nó đi thì thôi, mình thảnh thơi, tại sao mình lại kiếm có người khác mình vui, tính cực khổ vậy đó. Chúng ta ở đây cũng như vậy, nghĩa là tứ đại này, đất nước cho lửa này tan rã thì sợ mất. Có người nào không sợ mất thân này không? Có người nào không sợ không? Ai cũng sợ. Nên mới vừa mất thân này cái chụp cái thân khác, cái rồi chiếu bốn rắn thì người nữa thân khác mất cái chụp cái thân khác mà phải đi luân hồi trong sanh tử không có ngày gì. Bởi vậy Phật nói chúng sinh mê muội không có biết lúc nào mà thấy khổ đau, cứ làm việc vui rắn vui hòa suốt đời suốt kiếp, năm này tới năm kia, đời này tới đời khác tiếp tục học hoài. Nghĩ thật là không dễ dàng, phải đi nuôi nó mà nó lương thiện, nó ở chung với mình, nó không có rầy rà còn đỡ buồn, phải không? Có này luôn luôn là chống đối mà cả đời cứ đi lo nuôi nó, không phải là mình chờ dài hay đâu. Bây giờ muốn không nuôi nữa thì quý vị phải làm sao? Tứ đại này mà nó đã cười khỏe rồi, vỗ tay cười à, như vậy tôi hết nợ biết chú rồi, phải không? Quý vị can đảm làm việc đó không? Hay là nó sửa sạch đã cái khóc tiếng khoanh mất hình này rồi làm sao đấy đó. Như vậy cho nên là phải chụp thân khác, cứ như vậy mà liên tục luân hồi. Chừng nào mà quý vị biết thầy thuốc toan là cái bệnh này không qua, thế là cũng chết, không ai thì mai chết. Thì lúc đó mới cười hả hả, à, vậy tôi hết nợ bốn rắn rồi. Thế là như vậy thì quý vị thấy hết cái sợ chết, mà không sợ chết thì không có tìm cái sống khác. Đó là cái giải thích như vậy. Còn nếu chúng ta sợ mất thân, chết thì mất cái này chứ, sợ mất cái này thì nhất định phải tìm cách khác nữa, không nghi ngờ. Như vậy thì cứ thấy ai gần chết mà vui vẻ tự tại thì biết người đó sẽ thành thơi, còn ai gần chết mà cứ than thở khóc lóc biết người đó sẽ còn tiếp tục không nghi. Mà biết tứ đại của thân này tương đối khá, nếu mang tứ đại của con bò trong còn khổ hơn nữa. Phải là ngày suốt cả đời chỉ bắt cài, bắt kéo, rồi cho ăn chú dấu vậy đó mà phải chịu, phải nuôi nó suốt một đời. Như vậy mới hiểu rằng cái ý nghĩa bốn con rắn là chung một dương hay là chung một cái trọ. Đó là bốn rắn tới núi cao nó vững đông chủ ông. Bây giờ cái dương nuôi bốn rắn là tứ đại. Bây giờ nói về cái năm vững thân này như
một hòn núi cao mà trong đó có năm vững, sắc vững, thọ vững, tưởng vững, hành vững, thức vững. Năm vững là chỉ cho phần vật chất, chỉ là tứ đại, là sắc vững, thọ tưởng hành thức và những cái phần tâm. Nhưng mà tâm đó là cái tâm siêu việt. Như vậy thì trong cái ngọn núi năm vững này phải cái gì là chủ? Nghe tâm. Quý vị thấy chưa? Cái gì là chủ? Thân tứ đại là sắc vững, mình không làm chủ được. Rồi thọ là cái cảm thọ, cái cảm giác nóng lạnh buồn vui vân vân. Thọ vững là tưởng vững, cái tâm tưởng. Hành vững là suy tư. Rồi thọ tưởng hành, rồi thức vững là phân biệt. Như vậy cái nào là cái chủ? Đa số người hay nói rằng cái thân thể xác mình không làm chủ, nhưng mà cái chủ của nó là cái phần tinh thần, nào là suy nghĩ, tưởng tượng, đúng không? Cái đó là chủ. Nó phải chủ chưa? Nó không phải chủ. Từ từ suy nghĩ của mình, tưởng tượng của mình và phân biệt của mình, thì những cái đó khi có khi không, nó không có thiệt. Nó, ví dụ như có cái gì nó xúc chạm tới mình, rồi mình suy nghĩ, rồi tính toán, cái đó là khen mình, chê mình, được hay mất cho mình, thì cái suy nghĩ đó, cái duyên nó tới thì mới có. Hoặc là những cái tưởng tượng về quá khứ, về vị lai, đó cũng là những cái bóng thôi, đúng không thiệt. Như vậy thì cái thuyết phân biệt như vậy, phân biệt khi cảnh tới là phân biệt, cảnh đi thì mất, không có phân biệt. Như vậy thì nó cũng không có chủ. À, như vậy là phân biệt rõ ràng, tính lại là bốn con rắn, nó không có trung thành, nó không ở mãi. Năm vững không có tìm ra cái gì là chủ. Chân tánh sáng ngời không chướng ngại, niết bàn sanh tử mặc che lòng. Nghĩa là thân tứ đại, thân năm vững này, nó có một cái chân thật, cái tánh chân thật sáng ngời sẵn ở trong mà chúng ta không có biết, không có nhận. Bởi không biết không nhận cho nên rồi thấy kia là sanh tử, đây là niết bàn, vân vân đối đãi với sự thật. Ngay nơi cái thân bốn con rắn đó, hay là cái thân năm cái quẩn làm phòng núi cao đó, nó có cái chân tánh ngầm ở trong. Như vậy chúng ta tu là làm sao để trở lại sống được cái chân tánh trong cái thân năm quẩn, trong cái thân tứ đại này, nhận được nó rồi thì sanh tử niết bàn không có ngại gì hết, không còn có cái gì sợ phải chết, không có cái gì cầu phải sống mãi. Đó là cái ý nghĩa của bài kệ này. Như vậy thì chỉ bốn câu kệ mà nói hết sức đầy đủ về cái kiếp luân hồi của chúng ta, và chỉ hẳn nơi cái thân năm quẩn, trong đó có cái chân thật sáng suốt để chúng ta tìm, chúng ta nhận. Thì bài kệ này nguyên chữ hán là tứ xà đồng kiếp bổn lai công, ngũ vững sơn cao diệt bất tâm, chân tánh linh minh vô quái ngại, niết bàn sanh tử nhậm già luân. Lời ngài đã nói thêm bài kệ nữa: ngựa đá nghe răng cuồng, ăn mạc ngày tháng kêu, đường cái người đồng qua, trên ngựa không người đi. Nguyên chữ hán là thạch mã sĩ cuồng năm, thịnh kêu nhạc nguyệt nhạc nguyệt minh, đồ trung nhân cộng quá, mã tượng nhân bất hành. Bài kệ này nghe lại càng khó hiểu làm sao. Ngựa đá nghe răng răng cuồng, con ngựa là bằng đá mà nó nhăn răng, nó nhăn răng ra, nó cuồng
buồn dại hay nó lầm lên. Như vậy thì ngựa đá nó có nhân căn với mình không? Mà sao mà đây nó ngựa đá nhân căn? Ăn mạ ngày tháng kêu, ăn mạ no rồi mà cứ kêu hoài. Thì hai câu này quý vị có thể hiểu được sao? Không biết hiểu gì hết, nói mà không cho mình hiểu. Rồi đường cái người đồng qua, trên ngựa không người đi. Thì hai câu đó dễ hiểu không? Nếu là đường cái không người qua thì đường trống rỗng. Trên ngựa thường thường người đi cởi cái đường ngựa, mà ngựa không có người cởi. Như vậy người thường nghe mấy bài kệ này cho rằng vô nghĩa lý, phải không? Vô nghĩa lý, mà vô nghĩa lý là bài kệ hay là bài kệ dở? Khi chị nghĩ đánh giá nó là hay hay dở, bởi vì chúng ta đang đau khổ vì cái bệnh suy nghĩ tìm nghĩa tìm lý của mọi vật. Nghe một câu nói để suy nghĩ ý là không nói gì, để thấy một việc làm suy nghĩ là làm như vậy là ý nghĩa gì nữa thôi, lúc nào cũng tìm ý tìm nghĩa. Cho nên nghe nói thì suy gẫm, thấy làm thì suy gẫm, bị cái suy gẫm nó che phủ hết tâm trí chân thành của mình. Cho nên nhà thiền nói mà không ra suy nghĩ, nghe mà như điếc. Như vậy thấy mà như đuôi đó. Như vậy nói rằng ngựa đá nghe răng cuồng, ăn mạ ngày tháng kêu, có nghĩa lý để suy nghĩ không? Nghe và còn gì nghĩ lạ đời quá, ngược ngạo quá, không có chỗ nào suy nghĩ. Rồi đường cái người đồng qua, trên ngựa không người đi, không người đi chứ không người cỡ vậy. Thì như vậy nghe hai câu này không có nghĩa lý gì để chúng ta suy gẫm, mà chỉ nghe mà không suy gẫm thì cái đó là cái nghe thẳng. Còn nghe mà có suy gẫm là cái nghe đã đi qua nhiều thức kiến rồi. Như vậy hai bốn câu này muốn nói lên rằng tất cả chúng ta tự mình có cái chân tánh sáng suốt sẵn, mà chân tánh sáng suốt sẵn đó không có gì ngôn ngữ, không có gì cái hành động của người khác, mà mình phải biến thành cái vọng thức phân biệt. Như vậy khi nào không khởi vọng thức phân biệt thì đó là sống trở về chân tánh sáng suốt. Nói về sau tới trên năm sư tịch họ 61 tuổi đó là qua một vị tánh vị kế thiền sư Tính Học. Năm sinh không biết, năm tử là 1190, đời thứ 10 và vô thông. Sư họ Tô quê ở làng Chu Minh, Phủ Thiên Đức, gia đình chuyên nghề các bản kinh. Phải nhỏ sư theo học với thầy Hành Giới, không thích giao du. Năm 32 tuổi sư đến thiền sư Đạo Huệ ở núi Thiên Du thọ giáo. Ở đây hầu thầy 3 năm, sư nhận được tâm chỉ thiền tâm một cách sâu sắc. Sau đó sư một mình chấm gậy chư phương đến chùa Quán Đảnh, núi Sông Lộ, huyện Thạch Thất, sân tay nhìn lại trụ trì. Sư ở trước Phật đốt ngón tay cúng dường và phát nguyện lớn: con đã nhiều kiếp cô đơn trong trần lao, nay nguyện giết hẳn không còn tạo lại. Sư chuyên tu tam quán theo bên kinh Viên Giác, ngày chỉ ăn một bữa, đến hình dung tiều tụy, trải nhiều năm như thế mà chẳng hối chí. Do đây thâm đắc chánh định tam quán, công tham sĩ đứng ngưỡng mộ phong thái cao nhã của sư, đua nhau đến và hỏi đến đông. Một hôm sư tự bảo: có lợi ắt có nhiễm, có nhiễm ắt có lợi, có lợi có nhiễm Bồ Tát chẳng làm, không lợi không nhiễm Bồ Tát mới làm.
đến ngày 9 tháng Giêng năm Thiên Tư Gia Thủy thứ năm 1190, đời Lý Cao Tâm sư cáo bệnh nói kệ: núi rừng cọp keo bằng vệ lãnh lộ, nếu muốn phân rằng con kêu mẹ mổ. Như vậy thì cái đời của một thiền sư tính học này, chúng ta thấy ngài rất là quyết tâm học đạo, cho nên luôn luôn đi tìm hành thầy để học. Nhưng khi thấy được đạo rồi thì ngài tự đốt một ngón tay tự nguyện rằng: con đã nhiều kiếp trôi lăn trong trần lao, nay nguyện kiếp hãn không còn tạo lại. Nghe con đã nhiều kiếp trôi lăn trong trần lao, bây giờ nguyện kiếp hãn không có tạo lại. Thì quý vị thấy gan dạ chưa, dám tốt tay, vì dám nguyện rằng không có trở lại mang cái thân tứ đại nữa để đi trong luân hồi sinh tử. Tự nhiên đó ngài tu theo cái tam quán trong kinh Viên Giác, rồi ăn uống rất đơn sơ, hình dung rất thiều tụy, nhiều năm như vậy không có chí, đến khi mà được chánh định tam quán rồi thì từ đó mọi người biết. Như vậy thì mình thấy cái ý chí của ngài tu là quyết giải thoát sinh tử. Nhưng mà cái ý chí quyết giải thoát sinh tử đó, nếu mình không có cái cơ hội phát nguyện lớn thì sợ là yếu, nó nhẹ đi, cho nên đốt ngón tay. Thì quý vị nghĩ cái ngón tay mình như vậy mà đốt cháy từ 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 cho tới cùng các ngón tay, thì cái ý chí cỡ nào rồi phát nguyện là không còn trở lại trong sinh tử nữa. Đó là cái nguyện lớn của ngài. Rồi tu tam quán, thì tam quán trong kinh Viên Giác nó cũng tương tự với tam quán trong cái Trung Quán Vượng, nghĩa là quán không, quán giả, quán trung đó. Bởi vì cái người tu theo cái tam quán thì phần nhiều trước hết thì y cứ lời Phật dạy trong kinh, các pháp do nhân duyên sinh, phải không? Bây giờ tất cả quý vị nhìn kỹ trên thế gian này, từ con người cho tới ngoại vật, đó là cái nào không phải nhân duyên sinh không? Đủ nhân đủ duyên hợp lại thì nó thành, còn nó thiếu nhân thiếu duyên thì nó hoại. Như vậy thì các pháp do nhân duyên sinh, mà nếu do nhân sinh thì có cái pháp nào thiệt hơn? Thân này do nhân duyên sinh, thân này thiệt không? Xác nhận rồi, thiệt không? Không thiệt. Vậy mà đau gần gần tắt thở cái sợ quá chịu. Bạn cần, nó không thiệt thì hợp thì nó phải có kẻ ta. Như vậy thì cái gì không thiệt hợp thì phải tan, tan, hợp, hợp tan. Nó không có một cái thể cố định. Nên hợp lại thì nhiều thứ chung lại, rồi tan đi nhiều thứ đã đời ra, chứ không có một cái thiệt. Cho nên biết các pháp vô nhân duyên, cho nên tự tánh là không, đó là quán không. Rồi mà không tức là không có cái gì là chủ thể của cái hộp đó. Như tôi từ vũ tôi nói cái đồng hồ, chúng ta thấy đây thì thấy vậy mình đoạt lại là đồng hồ, nhưng mà nó thở lại, ông dùng kèm ông mở đồng hồ, ông bỏ ra từng bộ phận một phần, thì phải cái gì là đồng hồ? Cây kia không phải đồng hồ, rồi những cái chốt, cái trục không phải đồng hồ, dây chuyền không phải đồng hồ, v.v. Thì cái gì là đồng hồ? Nó không có cái thể tánh của nó, chỉ là duyên hợp,
tạm có, không có cái chủ thể. Cho nên nói nhân duyên học thì không chủ thể, cho nên gọi là không tự tánh. Đó là từ duyên học mà quán không. Nhân duyên không rồi đấy, quán giả. Mà nhân duyên học không có cái chủ thể, mà không chủ thể đợi duyên học mới có, thì cái có đó là có tạm bỡ, hư dối. Cho nên nó là giả, phải không? Cái gì duyên hợp là cái giả. Xác định một câu rất là chân lý, cái gì duyên hợp là cái giả. Quý vị chị giả không? Mà chịu được biết là cái này mình chịu sơ sơ. Phải khẳng định duyên hợp là giả. Mà giả, cái đồ giả thì nó quý hay không quý? Có người nào thấy đồ giả mà quý, quý quá chừng thì mình nghĩ người đó thông minh không? Quý cái giả người không thông minh. Không thông minh thì tức là loại người gì ha? Nói cao nhà Pháp thì si mê, còn nói cho thế gian thì người ngu. Như vậy thì hiện giờ toàn thể chúng ta thuộc về hạng nào? Thuộc về hạng nào? Ai cũng biết thân là duyên hợp mà được quý thân này, thì như vậy là chúng ta hạng nào? Hạng mê hay là nói cho kéo là hạng ngu si đó. Vậy đó mà ai chỉ mặt đấy, anh này ngu quá, sao? Ngu thoại là gì? Như vậy là ngu thiệt hay ngu giả? Người ta nói bị ngu thoại là đó là ngu thiệt rồi. Thay chất ngu thì phải ngu tạm tạm. Còn nếu quý bà thì quý cô thì nhẹ nhàng hơn, nên chị này ngu quá, thế thì bắt đầu sao? Trời mắt mắng tạch. Thì có ngu thiệt hay ngu giả? Ngu thiệt hay thật? Như vậy, cái giả mà mình quý, mình tưởng là thiệt đó là ngu. Vì vậy mà người tu phải có trí tuệ. Giả biết thì mình giả. Dù cái đó mình quý, mình mới thấy, mình cũng đã thấy đó là giả. Mà thấy giả là thấy đúng là thật. Giả thì không có cái gì quan trọng. Vì vậy mà các vị thiền sư sinh tử quay trọt nhau. Còn mình sinh tử nó không lây cuốn xuống, phải không? Nó khác ở chỗ đó. Thì cái người thấy sinh tử nó trọt chơi, đó là người trí. Còn chúng ta thấy sinh tử là thiệt, là đau khổ, đó là người si mê, người ngu. Như vậy thì quý vị cứ xét rồi biết mình hạng nào, ghét vô ghi như bản rõ ràng, tôi là người kỳ đó, chính là người ngu, ghi bản lớn ở trong nhà. Thì như vậy, như nào sẽ nói là mình cũng cười thôi. Nói chị ngu á, cười quá, tôi ngu. Vì cái chuyện không quý mà tôi quý, phải không? Đó, như vậy là chúng ta hiểu đạo, thấy được đạo. Như vậy thì ba cái pháp quán, pháp không, giả. Tới phía sau là trung, trung là trung đạo, nó không có kẻ bên này bên kia. Ở đời mọi người đều có một cái quan niệm hoặc bên này hoặc bên kia. Như ai đó về, đi đâu về nói cái có một sự việc nó xảy ra thế này cái đó gì đó, thì cái người nghe nói cái đó có thiệt không? Phải không? Có thiệt không? Hoặc là có thiệt hoặc là không. Và khi nào ai nói chuyện gì đó mình nghe rồi phải cái đó ai phải ai quấy, phải quấy có không, phải đặt nó một bên trả lời chịu, cho nên cũng có cũng không, cũng phải cũng quấy không chịu được. Phải không? Không bao giờ chịu nghe cái câu nói mà được chừng gì đó. Rồi nếu nói cũng có, cũng không, cũng phải, cũng quế, thì nó biến danh nó về ba phản, phải không? Không có quyết định gì được. Nhưng mà sự thật, quý vị thấy, như chúng ta đêm trầm, nhìn xuống dưới hồ, nước trong,
thấy có bóng mặt trăng ở dưới nước. Bây giờ có người đứng trên bờ hải, bóng trăng, bóng mặt trăng dưới nước nó có thiệt hay không? Mình đã làm sao? Nếu mình trả lời thiệt thì nó đâu hốt nó lên quá thì đâu có được, phải không? Còn nó không sao mắt mình thấy. Như vậy thì phải trả lời sao mà cho chí lý, cho đúng như lẽ là nó có mặt trăng. Thì chị trả lời là bóng mặt trăng ở dưới đáy nước đó, là đáy hồ đó, nó là cái bóng, chẳng phải thiệt có cũng chẳng phải thiệt không, nó là cái bóng, không phải thiệt có, không phải thiệt không, không phải thiệt có, không phải thiệt không, tức là nó không phải ở một bên này hoặc bên kia, phải không? Mà nói được như vậy là đứng lý trung đạo, nó không có một bên. Nghĩa là mình nói phải là mấy, có là không là nó hai bên. Còn nói nó chỉ là cái bóng, không phải thì có, cũng không phải thì không. Mình nói như vậy thì có người không chịu. Có thì có, không thì không chứ. Nhưng mà sự thật ở đời nó là như vậy. Nếu thanh này là thiệt có thì nó sẽ còn hoài. Mà nó có tới lúc nào đó thì như thế chúng ta rã đi thì thiệt có được không? Nó không phải thiệt có, mà có thiệt không. Đủ duyên thì nó còn, hết duyên thì nó mất. Thế nó không có thiệt có, có thiệt không. Đó. Thì thấy từ cái ví dụ có mặt trăng thì chúng ta biết cái duyên hợp là hư giả. Hư giả cũng như bóng mặt trăng. Trên hư không có mặt trăng, ở dưới cái hồ, dưới hồ có nước trong thì thấy bóng hiện dưới. Còn nếu cái hồ nó không có, hay là cái hồ nó gạt đi thì bóng mặt trăng không còn, không có, phải không? Như vậy thì nó tùy cái duyên mà thành có, tùy cái duyên mà thành không. Không thực có, không thực không. Con người chúng ta muôn vật thế gian cũng là như vậy. Nói như vậy đó là hiểu, là thấy được cái lý trung đạo. Mà nếu thấy được lý trung đạo đó là thấy được cái chỗ chân thật của cuộc đời, mà cũng là cái trí của người giác ngộ. Thế vậy thì quý vị chịu giác ngộ không? Ai cũng ham giác ngộ lắm, muốn giác ngộ thấy đúng như vậy cũng giác ngộ. Thế còn thấy chuyện đó thì không là coi đều giác ngộ thôi. Bởi vậy nên là trong Trung Quán Luận mới nói cái câu chữ án này: nhân duyên sở sanh pháp, ngã thiếu tích kỳ không, duyên danh phi giả danh, duyên danh trung đạo nghĩa. Thì nghĩa trung đạo là chỗ đó. Như vậy thì tất cả chúng ta tu mà ai thấu suốt được cái lý tam quán này thì chúng ta đã thức tỉnh. Đã thức tỉnh. Mà thức tỉnh thì cuộc đời của chúng ta hết còn đau khổ, hết còn lao luôn nữa. Còn nếu bây giờ thấy thiệt thì lúc nào cũng rơi nước mắt được hết. Phải không? Nghe cái chiếc xe của mình mới để nó chưa kịp phát cái để nó không tiêu, cái tức nó không khóc liền. Phải không? Nghe được cái mất, cái thành, cái bại, lúc nào nó cũng chuyện bình bình, cho nên dễ đau khổ. Rồi nhiều khi ở trong gia đình vợ chồng đương vui vẻ khi có cái gì bất cập tới người bệnh hoặc người chết gì đó, thế là cũng khóc thôi là khóc, phải không? Đó, thì cái đau khổ nó luôn luôn chờ chuyện tình, chứ nó không có cho mình yên. Thì con cái đưa hoa mã cái ngã cho nó bệnh chết thì cũng khóc nữa, nó khóc hoài, thấy khóc cái này thấy khóc cái kia, suốt đời cứ bao nhiêu nước mắt. Vì đó là chúng ta sống trong cái mê. Chứ còn nếu chúng ta tỉnh thì không có những cái đau khổ đó. Bây giờ nói đến cái bài kệ. Bài kệ này nói: núi rừng cọp keo phần vệ lãnh lộ, nếu muốn phân rằng con kêu mẹ mổ. Hiểu không? Quý vị nghe bài kệ này hiểu không? Nghĩa là ở trong núi, trong rừng có cọp, có keo, đủ thứ.
mà mỗi con những cái bằng thể nó lẫn lộn nhau, khó phân biệt con nào là cọp, con nào là beo. Mà nếu muốn phân rành thì con kêu mẹ một là sao? Đây là dùng hai cái chữ thốt trác, tử thốt mẫu trác là của trong nhà thiền về cái tâm quy ngưỡng hay dùng từ này. Bởi vì chúng ta thấy ở quê nuôi gà, gà mái đẻ trứng rồi tắp, hấp cho tới chừng nào con gà con ở trong cái vỏ nó thành hình, nó kêu là một mẹ một cái vỏ để con chui ra đó. Thì dùng cái hình ảnh đó để nói rằng nơi chúng ta khi nào tu hành mà cái thể tánh chân thật nó tròn đầy thì lúc đó chúng ta thoát khỏi cái kiếp vô minh. Để đọc một chiếc chiếc cho mẹ mổ cái ông thầy gõ cái bể cái gì là bị mổ đạo. Nó đơn giản nè, và phải là trong này nó thành hình được kìa, nó mài gõ thì được không, chứ không chưa thành hình cứ gõ được. Cho nên nhiều tới cái đưa đầu thầy gõ nữa còn phải thu nó gõ sao nó vui được. Thì chính quyết gì thì chừng nào nó vui rồi thì mới có một câu nói, một cái gì đó là cái gì thức tỉnh. Thế còn gõ dù cho chút giờ đầu không hết vui. Đó là cái giá trị mà người thực tế ít có hiểu. Đó là cái vị thứ hai. Đến vị thứ ba, thiền sư Trường Nguyên sinh năm 1110, tịch năm 1165, đời thứ 10 dòng Bôn Thông. Sư học Phan quê ở Trường Nguyên, Thiên Du, dành giỏi theo Phật. Khi mới xuất gia ở giáo thiền sư Đạo Huệ, sau khi được Đạo Huệ ấn chứng, sư đi thẳng vào núi Từ Sơn ảnh bích. Ở đây hàng ngày sư mặc áo cỏ, ăn trái dẻ, làm bạn cùng suối, đá, kỷ, vượng. Suốt 12 giờ, sư nhồi nặng thân tâm, lặng lẽ thành một mảnh. Trải qua 5-6 năm, người đời không ai xem thấy được chỗ ảnh hưởng của sư. Vua Lý Anh Tông nghe tiếng ái mộ, muốn gặp sư mà không thể được. Vua thầm sai Thiên Thần Họ Lê là bạn cũ của sư kéo dẫn dụ về triều. Họ Lê dụ được sư về đến nhà trọ chùa Phương Sát. Sư tử hối hận liền trốn trở về núi xưa. Sư bảo đồ đệ hạ người thanh thôn tâm mũi như ta, không phải những vật phù mỹ thế gian có thể cám dỗ được. Bởi vì chí hạnh của ta chưa phồn nên bị các thứ bảy lòng vây khốn. Nghe ta nói kể đây, khỉ vượt vòng con lại núi xanh, từ xưa hiền thánh không mối manh. Xuân về quanh ngót trong vườn nguyễn, thu đến phút cười mất dáng hình. Chữ hán viên hầu bảo tử quy thanh chướng, tự cổ thánh hiền một cả lượng. Xuân lai quanh diễn bách hoa thăm, thu chí thú khai một ngôi dạng. Ở đây một vị thiền sư cũng rất đặc biệt. Ngài tu trước hết nói tâm hạnh tu của Ngài. Ngài ngộ được lý thiền ở thiền sư Đạo Huệ rồi thì đi thẳng vào núi Từ Sơn ẩn tích. Ở đây hàng ngày mặc áo cỏ, ăn trái dẻ, làm bạn cùng suối, đá, khỉ, vượng. Nghĩa là không cần phải có sự ăn uống sống như người đời, lấy cỏ kết làm áo, lấy trái dẻ làm thức ăn, rồi xuống suối uống nước, chơi với khỉ như vượng. Như vậy thì Ngài suốt 12 giờ chỉ có một chuyện chuyên tu thôi. Cho nên thanh tâm nó lặng lẽ,
thành được một mảnh, nó được thành một khối. Trải qua năm sáu năm như vậy, người đời không ai biết được cái chỗ ảnh hưởng của sư. Đến khi mà vua Lý Anh Tâm nghe tiếng ngài tu trên núi vậy đó, mới thích, mới muốn được gặp ngài, nên mới sai Thiên Thần là người bạn của sư cũ khéo dẫn dụ về triều để ra mắt nhà vua. Ông họ lên là lên dụ sư về đến nhà trọ chùa Hương Sáng, thế mà đợi hôm sau dẫn vô yết kiến nhà vua. Thì ngài tự hối hận liền trốn trở về núi, thì bảo Bồ Đề rằng: hạng người thanh khô tâm mũi như ta, không phải những vật phù ngụy thế gian có thể cám dỗ được. À, lý đáng là như vậy, bởi vì chí hạnh của ta chưa thuần nên bị các thứ bảy lầm vây khốn, mới chưa được thuần lắm cho nên ta rủ rê các nghe. Cho nên bị các thứ bảy lầm vây khốn, vì vậy mà ngài vừa nói lại kệ: khỉ ngựa vòng con lại núi xanh, từ xưa hiền thánh không bối manh, xuân về quanh mót trên người biển, thu đến phút cười mất một giá mình. Nghĩa là cái cuộc sống hay là muôn vật ở trên đời này, nó đều là sống cách tự nhiên, thảnh thơi, nhàn hạ, như con khỉ, con ngựa thì nó vòng con về núi, chỗ đó là hợp với nó, phải không? Khỉ ngựa thì hợp với núi rừng. Còn những vị hiền, vị thánh thì các ngài không có ở nơi nào quyết định, chốn nào quyết định, mà tùy duyên lợi người, lợi đạo, hay là tùy duyên tu hành, chứ không có một cái nơi chốn nào là chỗ quyết định cho các ngài. Xuân về quên mất trong vườn quyển, thu đến lúc cười mất giá hình. Mùa xuân qua, mùa thu lại, các ngài vẫn thản nhiên tự tại. Xuân về nghe chim hót, thu đến thì thấy tốt cười, tùy theo cái cảnh mà không có dính, không có kẹt cái cảnh. Đó là tâm hồn của người tu. Người tu là như vậy, chứ không phải người tu mà dính kẹt nhiều. Dính kẹt nhiều thì tu nó phải lôi thôi, không thể nào hay được. Xin được bảo mọi người là ai là ai? Tại sao các chúng sanh này có đủ trí huệ như lai mà ngu si mê hoặc, chẳng thấy chẳng biết? Ta được đem đạo lý dạy dỗ, khiến họ lìa hẳn vọng tưởng chấp trước, trong tự thân mà thấy trí huệ rộng lớn như lai của mình được lợi ích an lạc. Cái câu nói này là trích trong Kinh Hoa Nghiêm. Thì trong Kinh Hoa Nghiêm nói rằng: lạ thai, tại sao các chúng sanh này có đủ trí huệ tuệ như lai mà ngu si mê hoặc, chẳng thấy chẳng biết? Thật là lạ. Quý vị có trí huệ như lai không? Có. Có gì nào mà nói là tôi có trí huệ như lai? Có gì nào không không? Ai cũng có hết trơn, mà lạ quá. Tại sao có mà không có chịu nhận? Đó, mà cứ chịu ở trong vô si mê hoặc, không có thấy, không biết được trí huệ như lai, nghĩ cũng là lạ. Phải không? Phật thì thấy lạ, còn mình thì thấy thường. Mình là cứ nghĩ mình là kẻ phàm tục, không có dám mơ ước gì trí huệ như lai như thế. Người cứ sống ăn mặc ngủ nghỉ làm việc có tiền sống hết đời này thôi, cứ nghĩ như đó, hài lòng chấp nhận như vậy mà không nghĩ rằng mình có trí huệ Phật. Đã có trí huệ Phật, Phật ngày xưa đã sẵn có trí huệ đó, cho nên ngày thu ngày mới sáng ra được, thì mình cũng có trí huệ như ngài. Mà tại sao mình không muốn tu để cho nó sáng như ngài, mà cứ hài lòng tự mãn là con người phạm tội kia? Ai mà gặp mình là bái, anh sẽ thành Phật,
nghe nổi tiếng không? Cái âm này nó bậy. Thế thật cái đó là nói đúng, mà tại vì mình chịu nghe. Thế còn ai mà không có trí tuệ thật, có trí tuệ mà thật mà bỏ quên, không màng, không nghĩ tới, hay là lạ. Khi gì thấy lạ không? Kỳ, thấy được kỳ thôi. Giống như trong kinh hôm qua mình nói chuyện cùng tử vậy. Có họ mà quý, có con họ mà quý về mở được túi đó cái tiền mài lạ kiểu thế. Thế thì không có họ ngọc trong túi đi ăn mài thì phải đi. Có họ mà quý ở trong túi cứ tiền mài xin tới thì người ta nhắc là chỉ cho mới sờ lại rồi mới lấy người ra đó. Thật là chúng ta rất là đáng thương mà cũng đáng gì nữa. Nếu lạ ai đó là trách, phải không? Rất là lạ, tại sao có cái hòa mà quý mà đi mài? Tại sao có trí tuệ như lai mà cứ làm cái kẻ phàm tục hoài, hài lòng với phàm tục, rồi có nhiều khi thì sai xưa nữ già phàm tục một thêm phàm tục hơn nữa, phải không? Thì trí tuệ mình bình thường cái còn hơi sáng sáng chút, rồi tới sai xưa làm cho mình càng đắm đuối trong cái mê lầm. Mê lầm, chồng thêm nước mê lầm, có đáng thương không? À, vì vậy là chúng ta là những người Phật thương, thương cái ngu si của mình á. Cho nên thương cái đau khổ, thương cái ngu si, từ ngu si mình đau khổ. Nhưng nếu mà chúng ta hết ngu si là hết đau khổ. À, vì vậy mà ở đây, Ngài giải cái câu đó khi qua viên nhé, cho chúng ta nhớ. Lạ thai, tại sao chúng sanh này có đủ trí tuệ như lai mà ngu si mê hoặc, chẳng thấy, chẳng biết. Ai có trí tuệ như lai mà ngu si mê hoặc, không thấy, không biết, không bao giờ thấy, không bao giờ biết. Ai nói, không bao giờ nghe, cái lắc đầu. Ví dụ mà quý vị ra đường, gặp ai đó, cái chào, anh có cái tánh Phật ở đâu á, họ có thể để ý rồi. Họ lắc đầu thì tuốt rồi, nó không bàn tới. Mà cái đó là cái quý tội cứu kiếm của cuộc đời mà chúng ta không thèm biết. Còn những cái mình muốn biết là cái đồ lôi thôi cho mình, không nhớ địa gì hết. Tạm bỡ mà cứ tìm biết, tìm hiểu, tìm đủ thứ để hưởng thụ, tưởng thụ những cái tạm bỡ. Nên nhiều khi nói cho hết tình hết nghĩa để cho quý vị thấy thì nếu chúng ta muốn ăn món ngon liền có món ngon, muốn uống món ngon liền có món ngon, muốn mặc đẹp liền có mặc đẹp, muốn ở nhà cao nhà sang thì có nhà sang, muốn đi xe liền có xe. Như vậy những cái gì muốn đều được đấy, nhưng mà tới chuyện tắt thở thì tất cả các ảnh hưởng đó nó thành cái gì? Thành cái gì? Thành tưởng đủ hết. Nhưng mà rốt cuộc rồi tắt thở thì thành thay cuối. Phải không? Chán ngốt vô cùng. Như vậy đó, tất cả cái chúng ta đưa muốn, đưa thèm thuộc để cung dưỡng, để nuôi nấng cái thay cuối thôi. Có gì đâu. Phải không? Vậy mà cả ngày sai xưa đuổi theo đó, tưởng đuổi theo mà rồi rốt cuộc được thân ngày biến thành ngọc thành vàng gì cũng đá, phải không? Nhưng mà nuôi trên đá đời thành đất cái núi thì là quý ở chỗ nào thì người ta đi ngang thấy cái thầy chết bịt mũi họ dân nhìn đó, mình nuôi cái đó là phải không? Vậy mà sao cũng sai xưa mà nuôi nó hài lòng cái đó, mà ngay trong đó nó có một cái của báo vô cùng mà họ không màng tới. Vậy có đáng thương không? Phật thương chúng ta là thương chỗ đó, cái chỗ ngu si lạ đời của chúng ta đó, phải không? Ngu si lạ đời cho nên dùng chữ lạ thái, lạ thái, lạ đời chứ. Nghĩa là có cái đó mà không chịu tìm, không chịu thấy, không chịu biết, không phải ngu là gì. Cho nên xa ta là chỉ cho Phật, ta thường đem đạo lý dạy dỗ, khiến họ lìa hẳn vọng tưởng, chấp trước,
trong tự thân mà thấy trí tuệ rộng lớn như vai của mình được lợi ích an lạc, Phật thường dùng đủ phương tiện dạy dỗ cho mình thức tỉnh để mình lìa hẳn vọng tưởng chấp trước, tại cái vọng tưởng chấp trước mà thành ngu si. Bây giờ lìa được cái vọng tưởng chấp trước rồi thì trong tự thân mình thấy được trí tuệ rộng lớn như vai thì chừng đó mới được lợi ích an lạc. An lạc lợi ích đó là chỗ chân thật, chỗ thương kính. Cho nên Phật vì vậy mà Ngài thuyết pháp không biết mệt mỏi, là vì chỉ chúng ta cái điều đó. Đoạn này là đoạn tiếp cho Kinh Hoa Nghiêm. Đến ngày 7 tháng 6 niên hiệu 95 Võ Tướng thứ 3 1165, chưa có chút bệ nói kệ dạy chúng ở chỗ bóng trần, thường lìa bóng trần, tâm phủ lóng tợ cùng vật không thân, thể vốn tự nhiên hiện vật không thiên, tài bằng trời đất vượt cả nhân luân, dưỡng nuôi vô vật cùng vật làm xung, đứng búa gáy sắt đánh tấm người cây. Đây thì cái bài kệ của Ngài. Ngài nói trước khi tùy trần, Ngài nói cái gì? Chỗ ở chỗ bóng trần, thường bị ở bóng trần, trong cái dòng trần lao, trong cái dòng cái cõi trần tục này, nó là cái bóng tạm thôi. Cho nên ở trong đó mà lìa nó, không bị nó cột, không bị nó dính. Tâm phủ lóng tợ cùng vật không thân, lóng lặng trong tâm mình, không có mắc kẹt, không dính với những cái vật bên ngoài. Đó là cái tu khôn ngoan khéo léo của mình đó. Thể vốn tự nhiên hiện vật không thiên, nên cái thể tâm thể đó nó là tự sẵn chứ không phải ai làm ra, không ai tạo thành. Hiện vật không thiên tức là nó hiện ra tất cả những cái tướng, những cái hình dáng bên ngoài, cái đó nó không phải là cái quý. Tài bằng trời đất vượt cả nhân luân, cái chân thật của mình đó, nó cái khả năng đó bằng với trời với đất, nó vượt hơn tất cả cái luân thường đạo lý thế gian. Dưỡng nuôi muôn vật cùng vật làm xương, cái chân thật đó nó là cái nguồn của muôn vật, mà nó làm cái muôn vật được đến chỗ an lạc tốt tươi. Đứng múa cái sắt đánh trắng người cây, nghĩa là cô con gái bằng sắt đứng múa cái trống, người bằng cây đánh trống. Thì đó là hai cái câu kết thúc. Muốn được tài bằng trời đất vượt cả nhân luân đó thì chúng ta phải bật những cái nghĩ suy tìm lý, tìm sự, tìm lẽ này lẽ kia để giết bật cái đó. Như cô gái sắt đánh trống đứng múa, như người gỗ đánh trống vậy, là không có nghĩ suy thì cái chân thật nó hiện tiền chứ không có thiếu. Cho nên cái chữ nán và kệ này, tại quan tại trần thường liên quan trần, tâm phủ trình triệt giữ bậc vô thanh, thử tư tự nhiên thể tư tự nhiên, đứng bậc vô ngăn, tâm tượng nhị nghi đào thải nhân luân, đình đọc vạn vật giữ bậc quy xuân, tác vũ kiếm nữ đã khổ mọc nhân. Nói kể xong, siêu viên tịch thọ 56 tuổi. Thì như vậy, quý vị thấy qua ba vị thiền sư rồi thì chúng ta thấy các ngài đều nhắc, đều chỉ cho chúng ta biết nơi mình có cái chân thật, có cái sáng suốt, cái trí tuệ Như Lai mà chúng ta quên, chúng ta sao lãng, không để, không lưu tâm, không
để ý gì tới, mà chỉ đua đòi đuổi theo những cái vật chất tạm bỡ bên ngoài, rồi hài lòng tự mãn những cái mình được đó. Không ngờ mọi cái mình được ngày mai chỉ là đồ bỏ, không giá trị gì hết. Vậy mà cả đời mình đuổi theo nhọc nhằn khổ sở không biết ngừng, đó là đáng thương. Thời nghĩ ngay đây.